Bây giờ mình sẽ thử tiết canh của mình nhé mọi người nhá. Hai mọi người. Rất là đẹp luôn này. Mình sẽ thử nha. Tiết canh mát lắm mọi người ạ. Mời mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Vlog nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Hôm nay Lư sẽ làm món vịt. Lư sẽ làm cháo vịt nha các bạn. Đây. Đưa mới đi chợ về mua một con vịt để về làm cháo, làm theo cách người Gia Lai mình nha các bạn. Đây các bạn ơi, một con vịt tí mình làm ra rất là nhiều món luôn các bạn nhé. Đây, bộ lòng của nó này. Với lại tí mình làm cổ của nó là mình làm mình đánh tiết canh nha các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình hôm nay nhá. Mình làm cháo, mình có mua theo rau tí mình ăn cháo này. Giờ mình rửa lại sạch con vịt nha các bạn nhá. Đây các bạn nhá, bây giờ mình sẽ rửa lại bằng muối nhá. Mình rửa lại cho nó sạch nha các bạn. Rồi, đã sạch đây các bạn nhé. Đây các bạn này, giờ mình sẽ cho vào son để mình luộc nhé các bạn nhé. Đấy, cho nước nhiều nữa các bạn. Đây nha các bạn, chờ nó sôi tí con vịt nó chín rồi mình lấy ra con vịt rồi mình đổ vô gạo làm cháo nha các bạn nhé. Trong thời gian chờ đợi vịt mình chín mình quay một vòng cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, đây là bên kia là nhà hàng xóm nhé, còn đây là nhà mình, nhà ván, nhà gỗ nhé các bạn. Nhà thiếu điều kiện đó các bạn ạ. Các bạn xem kênh của mình thương mình nhé các bạn nhé, giúp mình đăng ký ủng hộ kênh nhé các bạn. Đấy, nhà gỗ, nhà rất là lâu năm rồi các bạn, nhà thiếu điều kiện lắm. Đấy, nhà hàng xóm xung quanh thì toàn làm nhà xây hết rồi, còn mình thì nói chung thì tuổi thọ thì cũng sắp hết hạn rồi, giờ chưa có nhà ở các bạn. Đấy. Nói về phương tiện nữa. Đấy, người ta thì phương tiện bây giờ là người ta phương tiện 4 bánh. Đấy. Còn mình thì phương tiện 2 bánh cũng không chính chủ các bạn. Lại xe mua lại không chính chủ đấy. Nhờ các bạn xem kênh của mình đăng ký ủng hộ kênh nhé các bạn nhé. Để mình phát triển kênh của mình nha các bạn. Đây. Giờ mình đi coi vịt luộc chín hay chưa nha. Sắp chín rồi các bạn. Chờ mấy chục phút nữa. Vài chục phút nữa. Đậy nắp lại. Đây, gia vị làm món vịt của mình đây mọi người. Chanh, ớt, gừng, đậu. Thế mình ráng mình làm tiết canh nhé. Để xem con vịt mình chín hay chưa nha mọi người nha. Chín rồi mọi người ơi. Lấy ra con vịt thôi.
về là cho nó nguội là mình chặt. Giờ thịt vịt mình đã chín rồi mọi người nhé. Đây, rất là to béo luôn, rất là ngon. Đây, rất là mỡ, rất là nhiều đó các bạn. Đây mình đổ vô gạo luôn nhé. Lên lấy gạo đổ vô đây. Đây, nước của nó mình làm cháo. Giờ tiếp theo mình sẽ chặt và thịt vịt làm tiết canh nha mọi người. Nóng quá mọi người. Đây cổ của nó nha mọi người nha. Cổ của nó là mình làm tiết canh. Nắng quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ bấm chung rau quế đây nha các bạn. Đan tiết canh. Bấm chung rau luôn cho nó thơm. Đây các bạn, nhiều rau luôn này. Đấy, cho nhiều rau luôn. Ăn cho nó mát. Rồi tiếp theo mình bầm cho nó nhuyễn luôn nha. Ô thơm quá mọi người. Giờ mình sẽ cho vô bát nha mọi người nhé. Cầu của nó. Béo quá. Đây, luộc rất là ngon luôn này. Rồi xong rồi cả nhà. À, bây giờ thịt vịt của mình đã chín hết rồi mọi người nhá. Đây. Đấy. 4 bát tiết canh. Bây giờ mời mọi người theo dõi mình đánh tiết canh xem có đóng không nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đánh tiết canh nha mọi người. Đấy, quấy đều luôn.
Rồi, chờ vài phút chờ nó đóng nhé. À, bây giờ cháo của mình đã hoàn thành rồi mọi người nhé. Giờ mời mọi người cùng thưởng thức món vịt, cháo vịt với gia đình của mình nhé. Mời mọi người nhé. Rồi, mời mọi người nhé. Đây, tiết canh nó đang đông mọi người. Đây, trong cối đây mắm gừng nhé. Đây cháo này, cháo nở đẹp luôn cả nhà. Đây, mắm gừng mời mọi người nhé. Đây, mời mọi người ăn nha. Nắng nó chói lắm mọi người. Đây bao tử con ơi. Mắm gừng rất ngon luôn mọi người. Cái này nếu mà biết nhọ quá tuyệt vời luôn mọi người. Mình không biết nhọ đâu mọi người. Mời mọi người nha. Rồi 3 giờ mọi người.
Làm bộ canh lắm. Ăn cháo, ăn kem rau ngon lắm, mát, thơm. Bây giờ mình sẽ thử tiết canh của mình nhé mọi người nhé. Hai mọi người. Rất là đẹp luôn này. Mình sẽ thử nha. Tiết canh mát lắm mọi người ạ. Mời mọi người.
mát. Video của mình đến đây là hết mọi người nhé. Mọi người xem video của mình làm cái kênh ủng hộ nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Chị.